Hello xin chào anh em lại là mình admin Hoàng Sơn của kênh máy ảnh quốc nội đây. Ngày nay mình lại lên cho anh em một cái video so sánh giữa hai dòng máy. Cụ thể là trong tay mình ở đây có chiếc Canon 800D, một dòng máy mà hiện đang được rất nhiều anh em mới chơi quan tâm và rất hài lòng khi sử dụng. Một bên kia thì sẽ là chiếc Canon 6D. Ờ, đây là hai dòng máy mà hiện đang có cái giá thành nó cũng ở trong cái phân khúc nó khá là tương đồng nhau và có rất nhiều anh em khi mà đang cần tìm những cái dòng máy để có thể mình tập chụp mình làm quen với những ảnh ấy đang phân vân và đang làm rất là băn khoăn cho việc là chọn một trong hai dòng máy này thế thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em trong video này được biết là để biết là hai dòng máy này thì hai dòng nó sẽ có những cái lợi thế có ưu thế gì và dòng máy nào phục vụ với nhóm người dụng nào nha ok mình sẽ cùng vào video ngày hôm nay Đầu tiên thì chúng ta sẽ so sánh về thiết kế qua chiếc máy, có thể anh em có thể thấy rất là rõ ràng này, chiếc Canon 800D là một cái dòng máy crop có cái thiết kế nó khá là nhỏ gọn này. Đây là một trong những dòng máy có thể thay được ống kính nhỏ gọn nhất, nhẹ cân nhất đến từ Canon. Và cụ thể thì khi mà mình cầm trên chiếc máy trên tay mình cảm giác có thể là chiếc máy khi mà không lắp ống kính cùng ấy, nó chỉ nhẹ đâu đấy vào khoảng tầm 500 600 gram thôi, rất là nhẹ. Và nếu như mà mình là một người mà mình đi du lịch cả ngày ấy, mà mình có một cái dây máy ảnh của mình đeo ở cổ chiếc máy này mình sẽ tự tin rằng việc là mình sẽ không bị mỏi mình sẽ không cảm thấy bị cấn mỏi khi mà phải dùng chiếc máy này trong thời gian dài ngược lại thì chiếc 6 d là một trong những dòng máy thuộc phân khúc uh, cận chuyên nghiệp đến từ canon nó mang trong mình một cái vỏ là vỏ hợp kim này có cả những cái vật liệu rất là cao cấp như là maze carbonat này những cái vật liệu này nó sẽ khiến cho chiếc máy này nó rất là đầm rất là chắc cầm vào trong tay nó khá là cứng cáp Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái khối lượng nhất định và nếu như anh em nào mà mình sử dụng chiếc máy này trong thời gian dài ấy, thì mình nghĩ là anh em sẽ có thể cảm thấy là sau khoảng tầm vài tiếng thì sẽ thấy là chiếc máy này nó sẽ khá là làm cho anh em bị cấn bị mỏi. Nên là mình nên lưu ý một việc là nếu như mình xác định việc mình cầm một chiếc máy full frame như chiếc 6D ở đây ấy, mà mình mang đi một thời gian dài, mình mang đi cả ngày thì mình khuyên anh em là nên sắm thêm một cái túi máy ảnh hoặc là mình có thêm một cái ba lô để việc mình mang vác chiếc máy này nó đỡ vất vả hơn, đỡ mình cảm thấy bị mỏi hay là bị mệt hơn nói vậy thôi chứ nếu mà phân so sánh với các dòng máy full frame khác như là 5D3 này, các dòng 1D này thì chiếc 6D này vẫn thuộc hàng gọi là con nít đây, anh em ạ, rất là bé so với các dòng máy full frame khác. Tiếp theo thì nói về cái chất hình ảnh, hai dòng máy này so sánh như thế nào với nhau? Thì điều đầu tiên anh em có thể nhận ra là chiếc Canon 800D này nó mang cho mình một cái cảm biến crop. Cái cảm biến crop này thì nó cụ thể nó mang một độ phân giải là 24 megapixel với những ai mà cần một chiếc máy mà chụp ảnh đẹp để có thể mình sử dụng hình ảnh mình đăng lên mạng xã hội ấy, Thì hoàn toàn thể tin tưởng rằng là chiếc 800D này sẽ cho anh em cái chiếc ảnh cực kỳ đẹp luôn Ờ, nó sẽ có một cái màu ảnh nó thiên về tông vàng hồng ấm Và khi mà mình dùng mình chụp chân dung ấy Thì cái màu ảnh mà từ trước 800 đây này sẽ cho anh em cái màu ảnh nó gần như là đẹp Ăn sẵn luôn Rất là ít phải chỉnh sửa nếu mình chụp chân dung nhiều khi là Chỉ cần đẩy sáng hoặc là đẩy tương phản nhẹ nhẹ một chút thôi là đã cho được những cái bức ảnh nó rất là đẹp rồi để có thể mình đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên thì với anh em nào mà đang cân nhắc việc cần tìm một chiếc máy mà để có thể mình chụp dịch vụ ấy, anh em hãy cân nhắc chiếc Canon 6D. Đây là một dòng máy đã từng được rất là nhiều người làm nghề đã lựa chọn và vẫn đang sử dụng rất phổ biến Bởi vì đây là một chiếc máy được mang cảm biến full frame anh em ạ Cảm biến full frame này thì nó sẽ to hơn cái cảm biến cóp trên chiếc 800D này ờ, Cụ thể thì nó sẽ có cái phần chiều ngang và phần chiều dọc của cái cảm biến này nó sẽ lớn hơn gấp rưỡi so với chiếc Canon 800D Vì lẽ đó thì cái việc của mình thu bắt sáng này, những việc của mình thu thập thông tin hình ảnh trên chiếc 6D này Nó sẽ có nhiều thông tin để nó tạo, tạo cái, màu, cái màu sắc của hình ảnh hơn để cho cái màu ảnh nó sâu hơn này, nó ấn tượng hơn, nó chân thực hơn Tiếp theo thì nói về đến những cái hiệu năng của cái tính năng của hai chiếc máy. Chiếc 800D thì nó ra đời gần đây hơn. Đây là một chiếc máy nó mới ra vào năm 2017 thôi nên mang trong mình cái công nghệ vẫn khá là mới. Cụ thể thì trong chiếc máy này nó sẽ mang cho anh em được những cái công nghệ lấy nét đời khá là mới như là Dual f Pixel này. Nó có số lượng điểm lấy nét nó nhiều hơn này và kèm với đó là nó có một cái màn hình xoay lật cảm ứng này rất là tiện với những anh em nào mà đang muốn một chiếc máy mà dễ dùng này mình có thể mình căn nhiều góc ảnh khó này mà mình không muốn phải lăn lên bò trường nó quá là vất vả thì với việc nó có một cái màn xoay lật nhảy nó rất là tiện anh em có thể căn cái góc ảnh nó rất là dễ dàng với chiếc 800D còn ngược lại thì chiếc 6D nó là một cái dòng máy cũng ra đời là khá là lâu rồi và cũng đã có mặt trên thị trường cũng một thời gian khá dài nó mang cho mình cái công nghệ nó đời cũ hơn tuy nhiên không phải là quá kém nó vẫn có một cái hệ thống lấy nét nó tương đối là tốt tuy nhiên thì cái hệ thống lấy nét này nó sẽ chỉ thực sự là phê tác dụng khi anh em chụp ảnh qua cái ống ngắm còn khi mà mình chuyển qua cái màn hình live view này, nó bởi vì trên chiếc máy này nó chưa có công nghệ dual pixel như trên chiếc 800D nên việc lấy nét qua cái màn hình live view này nó sẽ khá là vất vả và sẽ cho kết quả không được chính xác. Anh em nào mà muốn thực sự là mình muốn gọi là dùng được cái live view này thì mình nghĩ anh em nên uh, cố định chiếc máy qua bằng một cái tripod hay là mình cần có một cái điều kiện ánh sáng nó phải là tốt thì nó lấy nét nó mới thực sự nó có cái độ thực dụng được. Còn nếu không thì mình khuyên anh em nếu chọn chiếc 6D này thì hãy dùng ống ngắm lấy nét chính xác hơn, nhanh hơn. Ngoài ra có một cái điều dạo ở đây khá nhiều anh em quan tâm đó là khả năng quay video. 800D thì nó cho một khả năng quay video lên đến là 60 trên giây và ở chất lượng Full HD. Với những ai mà thích một chiếc máy mà có thể quay được vlog này, có thể mình dùng để mình làm kênh, làm video ngắn hoặc làm phim ngắn ấy. Thì mình nghĩ là với một cái máy mà nó có cái công nghệ lấy nét nó tốt này, nó có thể nó giúp cho anh em nó lấy nét là chính xác hơn này khả năng quay video nó nó hiện đại hơn, cùng với đó là có một cái giao diện màn xoay lật nó rất tiện như này thì chiếc 800D nó sẽ là lựa chọn tốt hơn cho việc với những anh em nào đang cần một chiếc máy uh, hỗ trợ quay tốt để anh em có thể làm vlog, quay du lịch, quay lưu niệm. Còn chiếc 6D thì mặc dù nó có khả năng quay ở chất lượng full HD, tuy nhiên với cái hệ thống lấy nét nó hơi đời cũ này và nó cũng không có nhiều những cái công nghệ hỗ trợ việc quay video thì mình nghĩ rằng cái khả năng quay video trên chiếc này chỉ ở mức độ chống cháy thôi. Với những anh em nào mà cần thực sự một chiếc máy quay video tốt thì mình không khuyên anh em chọn chiếc 6D. Thế Còn về độ bền bỉ thì sao? Hai chiếc máy này nó sẽ có những điểm nó khá là khác nhau. Chiếc 800D thì để uh, hy sinh cho việc là nó một chiếc máy nhỏ gọn nó dễ mang vác thì bù lại nó mang một cái vỏ nhựa. Cái vỏ cái chất lượng vỏ nhựa này thì nếu như mà mình uh, mang vác trong cái chuyến đi du lịch mà nó có cái điều kiện nó khắc nghiệt một chút này hoặc là mình kiểu như mình đi leo núi, leo trèo hay mình lội suối mình nghĩ rằng cái chất lượng vỏ của chiếc 800D cố việc nó không có chống chịu thời tiết ấy thì mình nên tính đến việc là mình phải bảo quản chiếc máy nó hơi cẩn thận một chút để nếu tránh cái việc là nếu có va đập có những cái va chạm ấy chắc chắn nó sẽ để lại những cái cấn những cái móc ở trên cái vỏ máy của con 800D này. Ngược lại thì chiếc 6D là một trong dòng máy cực kỳ nổi tiếng với độ bền bỉ. Cụ thể thì nó sẽ mang một cái vỏ magie nó rất là cứng cáp này. Khả năng chống chịu thời tiết ở mức độ khá là tốt này với những ai mà mình kiểu mình đi du lịch hoặc là mình đi trong những điều kiện nó nó khắc nghiệt ấy mình có thể tin tưởng rằng là chiếc 6D này sẽ không cần nhiều những cái sự bảo vệ những cái sự bảo quản tiến từ anh em mình chỉ cần một cái túi mảnh nó tốt một chút này mình có thể mình để chiếc máy này ở trong cái túi mình có thể đi khắp mọi nơi tất cả mọi các cái yếu tố thời tiết nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chiếc máy này vậy thì tóm lại theo chiếc máy này sẽ phục vụ tốt cho những nhu cầu như nào với những anh em nào mà cần một chiếc máy nhỏ gọn giúp cho việc mình vừa chụp ảnh nó ở mức độ tương đối tốt này khả năng quay video tốt để anh em vừa có thể chụp vừa có thể quay hãy chọn chiếc 800 d đây sẽ là một trong những dòng máy hiện đang được rất nhiều các người dùng nghiệp dư lựa chọn và rất là hài lòng với kết quả sử dụng còn với những ai mà cần tìm một chiếc máy mà nó có đang có một cái giá thành nó khá là tốt mà mang cho mình cái cảm biến full frame có độ bề bỉ cao cùng với đó là mình cho một cái chất lượng ảnh đẹp để dễ có thể mình vừa chụp để thỏa mãn cái đam mê chụp chân dung hay thậm chí có thể làm nghề ở mức độ chuyên nghiệp ấy hay chọn chiếc 6D đây là một cái dòng máy sẽ cho anh em một cái màu ảnh nó cực kỳ đẹp luôn mà anh em sẽ không cảm thấy thất vọng với cái việc mà một cái dòng máy mà hiện đang được rất là nhiều người làm nghề hiện đang đã và đang sử dụng cực kỳ phổ biến anh em có thể yên tâm là với một chiếc máy này mình có thể kiếm ra được một cái nguồn thu nhập nó rất là tốt luôn Muốn biết thêm thông tin về ưu đãi hãy để lại bình luận dưới phần comment hoặc là truy cập vào đường link trong phần, phần mô tả để đến với fanpage của Anh Cô chúng mình để chúng mình sẽ hỗ trợ anh em có thể có những cái tư vấn nó chuyên sâu và giúp anh em chọn được những cái dòng máy phù hợp với nhu cầu của anh em nha. Ok, nếu anh em cảm thấy video này hữu ích đừng quên để lại một like, cả một đăng ký để đón xem những video tiếp theo của Anh Cô chúng mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mình là Hoàng Sơn.